Tiger hả môn. Nên là có gì anh em sẽ thắc mắc là cái tạ này nè năm. Thì ở bển nếu mà không có tạ đâu thì gắn tạ này chỉ bình thường nha. Rồi ngay con 19, nó bị ca ha. À, mấy vòi nha. Vòi cái lúc kiểu này nè. Nay mùng 13 âm nha anh em ơi. Sáng ra thì cũng có được cái duyên của anh Hiếu ở ngoài Quế Sơn Quảng Nam ha. Gọi Zalo vào ủng hộ một cây diễn 20 triệu tiền cọc liền. Cây này thì anh Hiếu lấy đời 2019 nha anh em. 2019. Con này G nó hạ bồn ha. Hạ bồn bánh luôn. Chân trắng cũng tròn tạm ổn nè. Xe này thì tình trạng là động cơ với cái bơm còn zin nha. Hộp số thì công ty số 3 kiểm tra lại cho anh. Giờ sẵn đây quay cái clip rồi đăng lên cho anh với mọi người cùng thấy luôn ha. Đây bên dàn vách thùng thì còn khá thẳng thớm nha anh em. Vách thùng nè còn khá thẳng luôn à. Hai dấu khoan kim nó còn nhưng mà đây nó chét keo hơi nhiều thì ở đây sẽ xử lý lại ha. Rồi phần động cơ nãy lưu thi cạch gì nó còn luôn ha. Rồi tới lui thử máy cái đi anh ơi. Tới lui nó tắt máy cái rồi. Số để mất lượt luôn nha. Rồi ghe lên đi. Số này đẩy mất lượt luôn ha. Rồi tới đi. Đó ok chưa. Đây chân cản đây. Xích còn tạm ổn. Xích này còn tạm ổn ha. Rồi quay dàn thùng. Mở cái thùng ra dùm cái hậu. Đây thùng thoát thẳng băng nè anh em thấy không. Con này G hạ bồn. Nên là có nhiều anh em sẽ thắc mắc là cái tạ này nè anh em. Thì ở bển nếu mà không có tạ đâu thì gắn tạ này chỉ bình thường nha. Rồi 2019 nó bị ca ha. À mấy vòi nha. Rồi cái nút khiển này nè. Rồi để qua mở bên cái nắp quay cái giác hàm cho anh em xem trước. Khá là sạch nha. Bao cho anh em chưa sơn dặm nha. Mấy cái này nè anh em nó rửa mà nó chưa sạch dầu á. Nên là nó lên xét vậy đó ha. Con cuốn còn hàm đã lót inox rồi ha. Hàm lót inox rồi. Đây nếu mà máy đợi thấp á là cái cục này nè, cái cục này nè nó nằm dưới đây ha. Máy 18 19 là nằm trên đây hết rồi nghe nè. Rồi giờ vô phần phần vách này đó, chưa một mọt gì hết. Lưới thì 20 lưới zin còn, 20 lưới nóc đã thay rồi ha. 20 lưới này còn tận dụng được nè, mấy cái này dỗ lại thôi. Còn bên đây thì 4 lưới này thay đi cho nó đẹp. Đây dàn sàn nó đã thay rồi, đỡ tốn tiền thay thôi. Rồi ok. Chúng anh em đang quan tâm các dòng máy gặt DC70, DC70G, 60 thì cứ liên hệ cho em. Còn khá là nhiều xe cho bà con mình qua lựa chọn ha. Và chân thành cảm ơn anh Hiếu Quảng Nam rất là nhiều nha.